Một bé trai bị khoét mắt ở Trung Quốc tên từ Thái Nguyên. Một cậu bé 6 tuổi ở thành phố Thái Nguyên trong tỉnh Sơn Tây ở phía bắc của Trung Quốc đã bị khoét đôi mắt vào hôm thứ Bảy. Tân Hoa Xã nói rằng cậu bé đã bị một người phụ nữ dụ dỗ đi theo đến một cánh đồng trống, nơi cậu bé đã bị bà ta khoét đôi mắt và bỏ nằm lại trong một vũng máu. Cậu bé đã được cha mẹ tìm thấy tại đây một vài giờ sau đó. Các bác sĩ cho biết cậu bé đã bị mù. Tân Hoa Xã cho biết cảnh sát đã loại trừ khả năng đây là một vụ buôn bán bộ phận cơ thể. Cảnh sát đã trao giải thưởng 100.000 nhân dân tệ cho việc bắt giữ nghi phạm. Đây là tin tức được theo dõi nhiều nhất trên trang mạng Weibo của Trung Quốc trong tuần này, với ngày càng đông người kêu gọi công lý.